bạn thân mến, hiện giờ thì mình đang có mặt tại một cái bãi đá các bạn ạ. Và trước mặt mình đây chính là con sông mà mình sẽ truyền tải đến các bạn những cái hình ảnh bà con dân bản ở đây đang đi nhặt đá đây. Ok, bây giờ mình sẽ đi xuống đây. Đây thì cái bãi mà đợt trước mình có truyền tải đến các bạn là ở dưới kia, cách đây 1 km. Khu này là ở bên trên cái bãi ông nọ các bạn nhé, bản người Dao. Và đây bạn Tùng đây, Tùng mà có bố, có đồng hành của mình mấy cái video trước này. Hạt tiêu hôm kia con mua một đấy rồi. Mua thêm đi con. Được viên nào không chị? Không thấy. Không thấy à? Mới nhìn thấy viên này. Đây cụ này cho xem cái chai này cái. Rửa rửa sạch. Đá khí đột biến đấy. Đá khí đột biến à? Toàn đá khí đột biến đấy. Đây trong cái chai này các bạn. Đá màu cũng đẹp nhưng mà hơi nhỏ. Chủ yếu là cái hàng granite thôi. À. Glass. Hơi tối nhỉ. Glass. Đây là granite này. Granite Lục Yên. Thế em này được viên nào chưa? Lấy dép đi tạt nước à. Đây mình sang em này được viên nào chưa? Thế là em người Dao à? Một bên bên này là dân tộc Dao các bạn ạ. Đâu nhỉ? Đồ đi, tính nắp ăn chưa tính cá đúng không? Viên lại hơi nốt này. Sao kia? Em ngủ ra. Sáng phết đấy nhỉ? Sáng phết chưa? Này sớm. Cái này mà nhặt được nhiều có tiền này. Nhưng mà cái này nhiều người ta mua theo cân thôi. Chứ còn đẹp thì người ta phải viên to. Đây mấy em nhặt được viên khá là to các bạn ạ. Đây là đá ruby các bạn nhá. Những viên như thế này thì người ta chủ yếu trưng bày làm phong thủy ấy. Được thêm mấy viên bé này. Ở đây thỉnh thoảng có những viên mình thấy là rất là đẹp luôn. Cho mượn đèn nhé. Bỏ bên kia ra này phần sau này. Này trưng bày thôi nhỉ. Đây những cái viên mà mình thấy có cái hình thù nó rất là, cái này hoàn toàn là tự nhiên các bạn nhé, không phải cắt mài gì cả. Kiểu cái hàng granite này nó vẫn tối tối thế mà. Còn những cái hàng mà ruby ấy thì soi thì nó mới sáng được. Hàng này hàng phớt tím rồi. Nhưng mà hàng này lên sao nhé. Ừ. Ngoài lên sao. Cái cuộn hàng cu này đúng không? Ừ. Mà có sao thì có tiền đấy nhỉ? Ít tiền với màu này kém. Giống kiểu hàng xỉ ấy.
mua trưng bày được. Đây xem viên này của đàn cu đây. Viên này, này mua cầm được soi soi cho bán. Hả? Viên này. Viên này á? À? Bán rồi. Chưa. Viên này vừa mới được đúng không? Nhưng mà nó vẫn còn bọt nhiều. Bọt nhiều. Vừa cháu có một viên bé nhưng mà nó vàng lắm. Bên kia. Đúng không ạ? Dạ. Như này này. Nó vàng. Cái trưng bày. Cái này nó bọt nhiều lắm. Để cắt ra được tầm. Được tầm đi. Được tầm. Cầm được tầm viên đá. Trước bà kia giả 100 cho ông bà. Cái viên này. Dạ. Sao biết bán. À thế được từ hôm nọ nhỉ? Vâng. Ui được từ trước còn chỗ kia còn cao như này. Tưởng nãy vừa mới được đấy. Được chó mang từ cốp xuống. À. Thế mà không bán đi. Rốt thế này. Bà con dân bản các bạn ạ, tranh thủ ra nhặt đá ven sông. Có cái xẻng ngắn ngắn như thế này dễ đào này. Cái này mà có cái sàng lớn đấy nhỉ, cái sàng to ấy nhỉ. Nếu cái sàng nó có nó cũng bé thôi mà. À. Cái này cái cát này mình thấy là rất là khó xúc luôn các bạn. Cái này mình nghĩ là có cái sàng về lọc thì chắc là sẽ có nhiều này. Bắt có nhiều lắm. Đây các chị đi nương về tranh thủ ra đây nhặt này. Mới sáng sớm mình ra thì ít người nhưng mà bây giờ thấy đông đông rồi. Bây giờ trưa các chị đi nương về tranh thủ ra nhặt đấy. Ở đây vào cái giờ chiều thì còn đông nữa. Đây mẹ thấy anh này, anh có cái dòng chữ xăm ở tay. Để thấy rất là độc đáo này. À, cái chữ này là chữ gì đây em? Em cái xăm chơi viết này chữ gì à? Đâu. Thế cái này mình xăm lâu chưa? Em lâu rồi. À. Thế bên này xem cái nào. À, bên này xăm một dòng chữ gì đấy mình chưa kịp đọc. Ở bên kia có dòng ba chữ nhỏ. Này bác này không biết có được không đây. Được không? À. Xem ra chắc là về làm nương chắc ăn hơn nhỉ. Làm nương thì nó không ra tiền ngay nhưng mà chắc hơn. Được lắm rồi. Lúc nãy lúc đầu ai bảo có viên chi ở đâu nhỉ? Ai có nhỉ? Đi về rồi. Ôi thì nó một tài bỏ cu con hôm qua được viên này. Cu nào? Cu áo đỏ á? À. 200 á? Cái viên mà sáng nay kể á? Phải không nhỉ? Chưa kể đâu đúng không?
200 màu đỏ à? À. Nhưng mà nó to đúng không? Bằng đâu? To hơn viên đấy. À, bán được 200. Bằng viên đấy à? Cũng nhiều bọt. Cũng nhiều bọt. Đây mọi người, nói chung là mình đi trải nghiệm này, mua được cái lô đá hàng Garnet này. Cái hàng này nó tối tối thế này thôi mọi người ạ. Cái này thì chủ yếu cái hàng mình thả bể này, rồi làm phong thủy các thứ, trấn an trấn trạch nhà cửa. Cái đá này chủ yếu bán theo cân các bạn nhé. Đây các bác nào mà có nhu cầu về những cái hàng Garnet này, tất nhiên là về đá ruby thì ở bãi này cũng có mọi người ạ. Nãy có cái chị kia được mấy viên rất là to luôn. Cái hàng trưng bày ấy. Còn về cái hàng Garnet này thì bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với bạn Tùng các bạn nhé. Để bạn Tùng hay ra cái bãi này dần nhận được rất là nhiều cái loại hàng này luôn. Bán theo cân các bạn, còn giá cả thì liên hệ qua bạn Tùng. Ok, anh em mình sẽ tạm dừng video tại đây.